6 Depro cải tiến phương pháp trẻ hóa toàn diện đa chiều với 6 mức trọng điểm. Sử dụng đầu máy T-Runner, một trong hai đầu máy hiện đại nhất thế giới hiện nay, đưa tia laser đi sâu vào da từ 0,3 đến 0,8mm, giúp săn chắc làn da, cà phẳng bọng mắt, xóa bỏ chũm mắt sâu và lấp đầy các rãnh nhăn trên mặt. Sử dụng công nghệ Fresh Bar với độ sâu 0,5mm và độ dùng cực ngắn, tác động siêu vi trên bề mặt da, kích hoạt cơ chế tự phục hồi của làn da, giúp tái tạo lại bề mặt và cải thiện đốm nâu, lỗ chân lông to, các nếp nhăn nhỏ trên bề mặt cho làn da sáng khỏe hơn. Sử dụng công nghệ Piano hoạt động bằng cách làm nóng da từ bên ngoài, nâng nhiệt độ da lên mức tối ưu, tăng cường cấu trúc da, kích hoạt quá trình sản sinh collagen tự nhiên, giúp da săn chắc từ sâu bên trong. Với công nghệ Smooth Lifting, được tác động đa chiều từ trong khoang miệng, giúp làm đầy các rãnh múi má, nâng cơ và làm săn chắc vùng mã cằm. Gấp 2 lần tác động với Ultralight Pure, loại bỏ hoàn toàn các khuyết điểm trên bề mặt, cho làn da mịn màng, căng bóng. Khóa bảo vệ Vacuum, sử dụng công nghệ hiện đại, massage nhẹ nhàng tất cả các vùng trên khuôn mặt với tinh chất sinh học cao cấp, giúp dẫn lưu bạch huyết, thải độc làn da, kích thích liền thương nhanh. Sau 2 lần trải nghiệm dịch vụ trẻ hóa Photona thì tôi cũng thấy rằng là một số những cái khiếm khuyết ở trên gương mặt tôi mà tôi mong muốn đã cải thiện thì hiện tại nó đã đáp ứng được, ví dụ như phần bọng mắt này, phần rãnh cười, cũng như là trước đây thì mặt tôi thực sự là hơi gầy mặc dù là cân nặng thì quá cho phép đấy, ví dụ như là hai bên má này, lúc trước của tôi thì hót, thì hiện tại bây giờ hai bên má của tôi cũng đã được đầy lên. Và với theo những cái nguyên lý của Photona 6D trẻ hóa thì cái kết quả nó sẽ không dừng lại tại đây và nó sẽ có tiếp tục tăng sinh trong vòng vài tháng tiếp theo nữa. Thì tôi cũng hy vọng rằng là đây sẽ là một cái dịch vụ yêu thích đối với các chị em, bởi vì là thứ nhất là hoàn toàn trong quá trình làm mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái, không đau. Và bây giờ tôi về thì tối nay có thể đi tiệc tùng được luôn, không có thời gian nghỉ dưỡng. Và gần như nếu như là các bạn bè tôi mà lâu lâu không gặp tôi thì nếu mà có gặp thì cũng sẽ chỉ thấy là ô tại sao bạn này đợt này trông có vẻ tươi tắn thế, mà các bạn cũng không hề biết rằng là tôi đã làm cái gì. Duy nhất tại Việt Nam, Exotech dẫn đầu công nghệ trẻ hóa hiện đại nhất thế giới, Photona 6D Pro, căng bóng, sáng mịn, xóa nhăn, nâng cơ, để lại số điện thoại nhận ưu đãi ngay